cho các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm một cái ly sưng tố đu đủ thơm ngon bổ dưỡng dễ làm tại nhà, rất là ngon luôn các bạn, mà mình làm nó nhanh lắm. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình á, thì mình sẽ cần là một cái chén đu đủ như thế này. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần 2 muỗng canh sữa đặc nè các bạn, 150ml sữa tươi không đường và một chén đá lạnh. Và chỉ cần 4 thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái ly sưng tố đu đủ thiệt là ngon cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái ly sưng tố đu đủ ngày hôm nay của mình. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái gói xay sưng tố nè các bạn. Mình sẽ cho một cái chén đu đủ mình đã cắt nó ra nhỏ nhỏ như thế này á các bạn. Mình cho nó vào nha. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho 150ml sữa tươi không đường vào đây. 2 muỗng canh sữa đặc ha. Tiếp theo nữa là một cái chén đá lạnh nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp sưng tố của mình. Rồi sau khi mình đã xay xong, mình chuẩn bị một cái ly để mình rót cái sưng tố rượu của mình ra đó các bạn. Bây giờ mình sẽ rót nó nha ha. Với thành phần nguyên liệu ngày hôm nay thì mình sẽ được một cái ly sưng tố rất là ngon luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cho một cái ống hút vào đây và trang trí thêm một cái nhánh bạc hà nữa. Như vậy là xong cái ly sưng tố đu đủ của mình rồi nè các bạn. Và như vậy cuối cùng cái ly sưng tố đu đủ của mình cũng đã xong nè các bạn. Mình chỉ cần bỏ ra vài phút thôi là mình sẽ có một ly sưng tố thiệt là ngon cho bản thân của mình rồi. Các bạn biết rồi đấy, đu đủ á, nó rất là tốt cho sức khỏe của mình nè. Nó có nhiều vitamin, nó tốt cho các trẻ em và hỗ trợ làm đẹp cho chị em phụ nữ của mình. Và nếu như các bạn nào mà thích một ly sưng tố thiệt là ngon như thế này, giàu dinh dưỡng như thế này, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái ly sưng tố thiệt là ngon nhé. Mình chúc các bạn làm thành công nè.